Lời chứng của Dr. Deborah Flynn. Phần số 10, ngừng xây dựng lại tháp ba bên. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2016, giọng nói của Chúa đã nói với tôi, nữ tiên tri. Tôi đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa và yêu cầu Ngài nói rằng tôi đang lắng nghe. Sau đó, Chúa gọi tôi một lần nữa, tôi trả lời và Ngài nói với tôi, con đang làm gì vậy? Tôi đáp, lạy Chúa, con đang ở đây và lắng nghe để nghe lời chúa và chúa phán con trai loài người sẽ tiếp tục trong sự ngu xuẩn và sự phản nghịch của họ trong bao lâu nhiều người trong số những kẻ nổi loạn đã âm mưu với nhau để dẫn đến sự kết thúc của trật tự thế giới và sự tồn tại của rất nhiều người trên khắp thế giới đó là những người mà họ cho là nghèo nàn vô dụng trong khi những người giàu xây dựng những pháo đài cho chính họ để bảo vệ họ khỏi sự hủy diệt họ sẽ mở ra chống lại vô số dân số loài người ở những khu vực trên thế giới mà họ muốn khao khát và xây dựng những gì họ nghĩ là của riêng họ thiên đường nhân tạo của chính họ chúa phán những đứa con trai và con gái xấu xa của những người đàn ông tự coi mình là tầng lớp thượng lưu giàu có và là con điếm quyền lực và đã bán linh hồn của mình cho con rồng và con thú đã hình thành âm mưu này trong lòng và giữa họ họ có ý định loại bỏ một số lượng lớn người dân ở nhiều quốc gia bằng cách âm mưu và sử dụng những người tàn nhẫn và bạo lực bằng cách cung cấp và trang bị cho họ và bằng cách sử dụng họ để giết và phá hủy con người mọi thứ và địa điểm họ cũng sẽ loại bỏ những người tàn nhẫn sau khi lừa dối và sử dụng họ trong lòng họ có ý định tránh né sự tái lâm của ta sự cất lên của người công chính đại nạn và sự đoán phạt bởi vì họ không có ý định ăn năn và từ bỏ đường lối bất chính của mình họ biết rằng họ sẽ không tham gia vào sự cất lên trong sự bất chính của họ chúa là đức chúa trời phán ôi những đứa con trai và con gái ngu ngốc của loài người bạn sẽ tiếp tục trong bao lâu trong sự điên rồ của mình những công việc xấu xa của bạn đầu óc đen tối và lý luận đen tối của bạn bạn không biết rằng ta là chúa là đức chúa trời người đã tạo ra bạn và tất cả mọi thứ ở đó bạn không hiểu rằng ta nắm giữ thế giới và tất cả những gì có trong nó trong tay ta các con không biết rằng mạng sống của các con ở trong tay ta và quyền năng cho và lấy đi của ta sao bạn không biết rằng ta có thể làm và hoàn tác bạn không biết rằng ta quyết định ai sống ai chết bạn không hiểu rằng hơi thở bạn vừa rút ra có thể là hơi thở cuối cùng của bạn ôi bao lâu con trai và con gái ngu ngốc của loài người bạn sẽ tiếp tục xây dựng lại tháp ba beo bạn sẽ tiếp tục âm mưu chống lại đấng tối cao trong bao lâu ta đã cho bạn đôi mắt bạn không nghĩ rằng ta có thể nhìn thấu bạn và nhiều hơn những gì bạn sẽ thấy ta đã cho bạn đôi tai bạn không nghĩ rằng ta có thể nghe mọi thứ nhiều hơn những gì bạn sẽ nghe kể cả những lời chưa nói của bạn ta đã tạo ra tâm trí của bạn bạn không nghĩ rằng ta biết những gì bạn đang nghĩ ở mọi lúc ta đã tạo ra trái đất và mọi thứ trong đó thế giới và chúng ở trong đó bởi lời ta ta cai trị thế giới bằng ý chí của ta bằng kế hoạch và mục đích của riêng ta vốn đã được đặt ra và bắt đầu thực hiện từ trước khi ta tạo ra thế giới và những đứa con trai và con gái của loài người sống trong đó ai trong số các bạn biết nền tảng của thế giới được đặt ở đâu và cho rằng có thể phá hủy nó theo lựa chọn của chính mình hãy tránh âm mưu gian ác của ngươi chống lại ta hãy từ chối suy nghĩ và lý luận ngớ ngẩn và xấu xa của bạn hãy ngừng xây dựng tháp ba beo của bạn vì nó chắc chắn sẽ phá hủy những ai đã xây dựng nó chú của các chúa nói sau đó giọng nói của chúa gọi tôi một lần nữa và nói bạn đang làm gì vậy tôi trả lời và nói lạy chúa con đang lắng nghe lời ngài cho tôi tớ chúa và con trông đợi lời ngài sau đó chúa phán hãy viết và nói lời ta và gửi cho mọi người và các quốc gia và cho tất cả những người sẽ nghe. Phước cho người nào sẽ nghe và vâng theo lời ta bằng miệng các ngươi và tất cả những ai sẽ đọc, nghe và làm theo lời ta đã được các ngươi nói và đã truyền cho các ngươi phải nói và viết cho muôn dân và các nước. Và ai sẽ đọc và nghe, chú ý và ăn năn, quay lưng lại với những đường lối phản nghịch và bất chính của mình sẽ được lòng thương xót của ta. Nhưng tất cả những ai đọc và nghe, và cứng lòng họ sẽ gặp nguy hiểm trước sự phán xét của ta. Người có tai để nghe, hãy để người đó nghe và tuân theo, hầu thoát khỏi sự phán xét. Khi bạn đọc và nghe những điều mặc khải này của Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đừng cứng lòng, nhưng hãy tìm kiếm chính mình và ăn năn, từ bỏ những việc làm không công chính và hết lòng tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời và làm theo đường lối Ngài và sống lời Ngài. Trong sự thánh thiện. Nếu bạn làm như vậy, Chúa sẽ thương xót bạn và tất cả những người thật sự ăn năn và theo ngài trong sự công bình trong gia đình bạn. Bạn sẽ không có gì để mất ngoài mọi thứ để đạt được. Hãy nghe và vâng theo lời của Đức Chúa Trời tối cao. Thánh. 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 Là Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy trung thành phụng sự ngài. Tiến sĩ Deborah Flynn. Nữ tiên tri